Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review và mình là Nam. Và tối ngày hôm qua thì Sơn Tùng đã ra mắt chính thức MV của mình, đó là Hãy Trao Cho Anh trên kênh YouTube. Và chỉ sau hơn 13 tiếng đồng hồ thôi thì đã có hơn 12 triệu lượt xem trên kênh YouTube. Và kèm theo đó là rất nhiều các lượt bình luận và chia sẻ. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem sau một năm vắng bóng của Sơn Tùng, tại sao video vẫn hot đến như vậy. Đầu tiên phải nói về trailer của video Hãy Trao Cho Anh. Ngay từ khi Sơn Tùng NTP tung trailer mới của video này ra đã rất hot trên cộng đồng mạng và đã gây hiếu kỳ rất lớn đối với người xem. Và lý do làm sao mà trailer này lại hot đến như vậy? Đầu tiên phải đáng khen đó là khả năng PR của team Sơn Tùng NTP. Ekip của Sơn Tùng còn tung ra những thông tin nhỏ giọt gây tò mò không chỉ cho cộng đồng fan mà còn cho truyền thông. Và kèm theo đó là hàng loạt những thông tin nhá hàng, cùng với đó là sức hút đến từ hai ngôi sao khủng là Snoop Dogg và Madison Beer. Và đây là lần đầu tiên một ca sĩ Việt mời được cả hai tên tuổi lớn đến từ Âu Mỹ tham gia vào sản phẩm âm nhạc của mình. Và mọi thứ trong video này đối với Sơn Tùng NTP dường như đã được tính toán rất là kỹ càng, từ kết hợp với ai, gây hiệu ứng truyền thông như nào hay là ra mắt ở thời điểm nào. Và đặc biệt là Sơn Tùng luôn bắt kịp các xu hướng quốc tế để áp dụng cho sản phẩm của mình. Và đó là sự thành công không chỉ của Sơn Tùng mà còn của ekip PR nữa. Tiếp theo đến là phần hình ảnh trong video thì thực sự thu hút đối với người xem. Và đối với fan thì đây cũng không phải là điều gì bất ngờ lắm, khi mà các video trước đây của Sơn Tùng cũng rất là thu hút và thú vị với rất nhiều các cảnh quay thay đổi liên tục, gây tò mò cho người xem. Và đó, chưa cần bàn đến phần âm thanh thì Sơn Tùng cũng đã ghi điểm rất lớn trong lòng fan và những người xem về những góc quay đã được đầu tư rất là kỹ lưỡng và chỉnh chu. Và tiếp theo đó, khi MV Hãy Trao Cho Anh chính thức được ra mắt thì ở MV này Sơn Tùng cũng không ngại đầu tư để có những cảnh quay rất chất và đẹp. Phần nhạc nền được làm hay và thu hút, nhưng mặc dù là có rất nhiều các cảnh quay đẹp nhưng mà lại một lần nữa là sau khi xem xong MV này của Sơn Tùng thì mình thực sự không nghe được hết trọn vẹn toàn bộ lời bài hát của vị của MV này. Vì thực sự nếu một người nào mà nghe ít nhạc Sơn Tùng hay là không nghe nhạc Sơn Tùng bao giờ thì khi nghe hết MV này sẽ không đọc lại được gì về lời bài hát cả. Và cũng như bạn đã comment trên mạng xã hội thì cần lắm một việc sắp để xem video này của Sơn Tùng. Và hoặc giống như một số bạn fan đã chế ảnh trên mạng xã hội thì là MV nhìn như Âu Mỹ, beat tưởng nhạc Latin, hát bằng tiếng Việt nghe lại giống tiếng Ấn. Và liệu các bạn có cảm thấy giống mình và giống như bạn chế ảnh hay comment hay không? Và rồi cuối cùng thì Snoop Dogg cũng xuất hiện, mặc dù chỉ xuất hiện với 6 câu rap thôi nhưng cũng tạo nên sự thú vị và hiếu kỳ không chỉ đối với fan của Sơn Tùng mà còn là fan của Snoop Dogg nữa. Tổng kết lại thì qua video trailer và video chính thức của Sơn Tùng NTP Hãy Trao Cho Anh thì mình nhận thấy một điều, các góc quay rồi các cảnh quay thì rất là đẹp, khỏi phải bàn rồi. Các nhân vật xuất hiện trong video cũng rất thu hút và nóng bỏng. Và bên cạnh đó mình cũng dành một lời khen cho ekip PR của Sơn Tùng, bởi vì các bạn ấy làm rất tốt khi mà nhá hàng rất đúng thời điểm, gây thu hút cho fan và báo chí. Bên cạnh những điểm khen như vậy thì còn rất nhiều các điểm chê như là lời bài hát chẳng hạn. Về phần nhạc thì mình nhận thấy là nhạc cũng khá là thu hút và thú vị, nhưng đó là về phần lời bài hát của Sơn Tùng thì đối với người nghe không quen hay không nghe nhiều nhạc Sơn Tùng thì rất khó đọc lại lời bài hát sau khi nghe lần đầu hay lần thứ hai. Và ngay khi có sub thì mình đã bật sub ngay lập tức. Và sau khi nghe xong thì mình đã hiểu thêm được chút về video này của Sơn Tùng. Và có một điểm đáng khen nữa, đó là cho các Sky của sếp khi mà các bạn đã giúp cho video này lên top 1 của thịnh hành trên YouTube. Và đó tất cả những cảm nhận của mình về video Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng. Các bạn nghĩ sao về video clip mới này của Sơn Tùng? Hãy để lại comment ở phía dưới video clip này nhá. Nếu các bạn thấy video clip này hay và hữu ích, hãy để lại một like, một share, một subscribe. Và nhớ là ấn chuông để ủng hộ VN Review nhé.